một vị Phật tử cũng đã từng gọi như là đồng hành cùng với ông Thích Chăn Quang. Bây giờ cái cô này là cô Liễu Độ, bắt đầu là cô lên cô tố giác. Nghe mà xin thưa quý vị, nghe mà khủng khiếp. Mời quý vị chắc là cùng tôi chia sẻ cái này ha. Kính thưa quý vị, bây giờ Liễu Độ á, nó quật mồ, nó sống dậy vì nó đi đòi công lý cho quý sư cô và quý thầy. Thầy trả vô thấy hai bà, một bà thì vô trong nhà tắm trốn chằn chùi, một bà thì chạy cái áo qua cái bóc mà phơi áo dài đó, phơi áo dài áo hậu của ổng á, nấp trong đó. Còn ổng á biết làm sao, lấy cái bền chùm lại. Trời ơi, cô thấy nhục không? Thầy thì giả buồn quá, xuống cuốn quần áo về với chùa An. Thầy không lạc tu luôn, ở dưới Tây Ninh tu. Liên mến chào quý vị, sau đây là lời chia sẻ của cô Liễu Độ, là người biết tường tận về thầy Quang. Cô là cư sĩ đã có lòng hộ trì Tam Bảo giúp thầy Quang từ những ngày đầu ông ấy còn khổ, chưa có chùa. Những mong ông ấy có thể hoằng dương Phật Pháp giúp đời. Ai ngờ lại có những sự việc nhiễu nhương chấn động như thế này. Qua lời kể của nhân chứng sống là cô Liễu Độ, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính gửi Chủ tịch Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Con kính bạch Đại Đức Tăng Ni, con là Pháp Nhân Liễu Độ, đệ tử của thầy Chân Quang. Hôm nay con lên con làm cái clip này là con để con dành lại những cái sự công bằng đối với thầy và với sư cô. Con nói lên đây bằng những cái tâm huyết của con và những cái sự thật mà con đã nhìn và con đã biết, con đã thấy. Con đi làm đệ tử của thầy con là lúc năm con có 20 mấy tuổi, năm 1988, khi mà thầy đã bị sư ông thiền viện Trúc Lâm đuổi tận sức đi ra khỏi chúng về ở núi Minh Đạm. Thì bây giờ con đọc trích ngang lý lịch của Tường Phổ. Tường Phổ là ai thì con bây giờ con đọc nha. Tường Phổ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Trúc, sinh năm 1967. Cách đây cũng khoảng mấy ngày á, thì cô ta cũng còn là đang là tu sĩ tại chùa Phật Quang, pháp danh là Thích Nữ Tường Phổ, quê quán Bạc Liêu. Thì hộ khẩu thì con xin không nói. Cô ta đến với chùa từ năm 2006, được thầy Chân Quang đặt pháp danh là Tường Phổ. Đến tháng 1 năm 2009, cô ta xuất gia tại chùa Phật Quang với pháp danh là Thích Nữ Tường Phổ. Ngay từ khi xuất gia, thầy Chân Quang đã dùng uy quyền và chủ trì của mình để che chắn bảo kê cho cô ta tắc qua tắc quái suốt 3 năm qua. Là đến bây giờ á, là mười mấy năm rồi. Khi đến với chùa, cô ta tự xưng là cán bộ tình báo cấp cao của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, được đưa sang Trung Quốc để đào tạo tình báo và có nhiệm vụ vào chùa Phật Quang bảo vệ thầy Chân Quang. Sau đó cô ta kể rằng mình đã từng tham gia rất nhiều những vụ. Đoạn này nó qua nha quý vị, đoạn này nó qua xíu, có nhiều cái cũng không ổn. Cô đến thì Chân Quang á, cô ta tự xưng mình là như vậy nên thầy con á thì mê chức mê quyền, nên cái tần số hai người đã hợp lại với nhau nên là dẫn lên một cái bi kịch đến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, quý Phật tử, thí dụ một người mà mới xuất gia, trong cái giới luật thì phải là ăn sao ngồi sao, phải không? Thí dụ trong cái bàn mà chúng tăng á, mà chúng ni mà tu 7-8 năm, 9-10 năm thì mình mới vô thì đương nhiên dọn cơm ăn thì mình phải ngồi dưới chứ. Còn cái này không đâu. Cô ta ngồi ngang hàng với thầy Chân Quang. Và ngồi thậm chí thầy Chân Quang ngồi ở đầu bàn thì cô ấy ngồi kế bên thầy Chân Quang. Gấp đồ ăn bỏ qua bỏ lại để cho ăn nha. Thử hỏi, không có thầy Chân Quang bảo kê, cô ta được ngồi kế bên thầy Chân Quang. Quý vị thấy như vậy á, thầy con có giữ giới luật chưa? Ở đây con chưa có đọc 250 giới tỳ kheo. Khi mà xuất gia, con nghĩ là con đọc ra là con phải mang tội, tại con cư sĩ mà. Nhưng mà cái giới á, Bà La Di á,
là thầy con đã chạm tay vô bốn cái giới luật bị cấm. Một cái giới luật tà dâm thôi á, là quý thầy cũng được là cứ bằng là tặng sức ra khỏi tăng đoàn. Chứ đừng có nói mà thầy Chân Quang á, đã phạm vào bốn cái loại. Chưa chứng thánh, nói mình đã chứng là cái loại đó cũng tặng sức ra tăng đoàn. Trong cái giới tỳ kheo có ghi rõ mà. Lấy tiền của Tam Bảo là gọi là trộm cắp cho người khác. Cái giới đó cũng phải là đi ra khỏi tăng đoàn. Và cái giới cũng quan trọng nữa là cái giới sát sanh. Thầy con còn mắc Phật tử anh dung đất mà. Trùng mà cứ bằng mà diệt Covid mà. Cái giới nó dối. Mà con không hiểu sao mà đến đổi mà không biết mà có một cái thế lực ngầm nào mà bưng bít mà bảo kê che chắn cho thầy Chân Quang đến bây giờ. Quý vị biết sao mà thầy con từ con không? Về ở chùa Hương Mai thì thầy con á, trước mặt thầy con nhắn tin cho Từ Phổ. Thì con tưởng đâu là thầy con chửi Từ Phổ, la thằng Từ Phổ. Thì thôi con cũng làm thinh, con cũng ở đó con dọn, con cũng phụ với lại con cho bữa giảng đó là hoàn mãn. Từ Phổ nó ổng vừa chửi nó, ổng vừa chửi cô Từ Phổ thì Từ Phổ lại bao xe taxi từ ở đảo Hương Mai đi taxi về trong Quy Nhơn ngủ. Thì thầy con thường thường giảng là tối lại ngủ chùa, nhưng mà bữa đó không, thầy lại không ngủ chùa, nhưng mà thầy lại chạy xe kêu tài xế chạy về khách sạn ngủ ở khách sạn nghe chung với lại chút. Nhưng mà mai sáng lại đi về Sài Gòn, thầy con thay đổi cục diện toàn bộ lên bằng cách là chửi nhắn tin con từ ở ngoài Quy Nhơn và nhắn tin viết dài vô Sài Gòn. Quý vị cỡ hẳn bao nhiêu tin nhắn, 50-70 tin nhắn. Lúc đó là con ốp phone luôn, con cũng mở ra con thấy vài chục tin nhắn thì con cũng nhắn lại một hai tin vậy. Con nói, con đã nói, con chỉ rõ Từ Phổ rất là xạo mà thầy con không bao giờ tin. Đến đổi cô ta như thế này, có một cái cô đó là cũng đại gia nha, con xin giấu tên cô đó, cái con của một ông đại gia đó. Lúc mà mua cái nhà Hoàng Diệu á, cô ta cho mượn thầy 2 tỷ, thầy 2 tỷ xong rồi á, rút vào cô ta kẹt tiền, cô ta đòi thầy mượn 2 năm rồi, cô ta đòi bạn Trúc này, là cô đó là bạn thân nha, chính cái cô đó là đưa Trúc giới thiệu Trúc vô thầy Chân Quang. Trúc nè nó ngồi kế bên thầy Chân Quang á, cái nó nghe nó giật cái điện thoại, mới thầy cho con nói chuyện với lại cô bé đó tên B đi, nói vậy đó, cho con nói chuyện với B chứ. Cái bắt đầu nói chuyện như không lông vậy, nói là chị Hùng với em á 200 cây vàng á, trong cái phần Hùng á công ty em cho thầy mượn 2 tỷ, bây giờ em đòi lại thầy có tiền trả thôi, bây giờ 200 cây vàng đó của chị á em bán đi, chị cũng kẹt tiền rồi, em trừ lại 2 tỷ còn nhiêu em đưa lại chị xài đó. Cái cô ta nói vậy, cái cô ta cúp phone trả lại cho ổng. Xong rồi á, nhỏ này nó đâu biết vậy đâu, nó đâu biết gì, nó tưởng đâu là bắt sống rồi, nó không có đòi nữa, nó làm im. Có một người bạn mình nó cũng là trong hội từ thiện cũng giàu lắm, cũng giới thiệu cô này cho mượn, cái cô này mất kể là cô kia là đòi chưa được vậy. Bữa đó cái cô đó, cái chị đó mới nói chuyện với lại thầy á, nhắc lại 2 tỷ bạc, cái thầy nói gì chứ chút trả vậy. Cái bữa đó cái hội từ thiện họp đó, cái cô B đó luôn, cái cô mà cho mượn vàng á, Phật tử á, cái điện lại thầy, bữa thầy nói sao mà bởi vì ví dụ 2 tỷ á, mà của cô B á, mà sao con không nghe thầy nói lại đi. Thầy nói câu nói này chính có liễu độ trên xe luôn nha. Thầy nói vậy này, cô B á, cho thầy mượn 2 tỷ á, có tính toán, còn á Trúc á, cho thầy mượn 2 tỷ không có tính toán. Hỏi 2 tỷ gì Trúc cho mượn thầy? Cái này là Trúc á, Hùng với lại B đó là 200 cây vàng của công ty suối gì đó mà người ta giàu vậy, mà nó mới là nó bỏ phần Hùng vô công ty đó 200 cây vàng. Và bây giờ á, tiền làm ăn của Trúc á, mà Trúc dám hy sinh cho thầy mượn, nên thành thử ra là đòi Trúc ấy. Thầy biết gì cái cô này á, của tức quá, của đập cái ly á, quán ăn á, mà trong cái ăn quán ăn sang mà trong cái phòng kính á, cô ta đập để cái ly, cô ta chữ là khốn nạn. Rồi cái bên hội từ thiện á, quý vị biết không, nó kêu để cho
thầy cho quan cho họp đi, ba mặt một lời chút với lại cái cô B đó luôn, họp luôn, thầy cho quan đó cho họp, họp lời ra cái xấu của mẫu hậu sao, không có cho họp, giấu ẻm luôn. Bây giờ 2 tỷ cũng chưa trả người ta luôn, quý vị biết không, chưa trả luôn hả. Thầy con có cái tính như chị đó, ai cho mượn là tiền mất luôn, là không có trả đâu đó ha. Xong rồi cái lúc đó con biết câu chuyện như vậy này, lúc mà thầy con chửi con vừa nói tiếp qua cái chuyện mà thầy con chửi con từ ở Bình Định về, ở Quy Nhơn về, con nhắn tin tức quá, lúc mà con về nhà con Sài Gòn con nhắn tin con nói này nè, cũng hai ba ngày rồi đó, gây lộn 2-3 ngày con lại thầy con, tại vì thầy con nói là bắt buộc con phải, nếu con chống tường phổ là chống sư phụ, mà chống sư phụ là chống chùa Phật Quang, và chống chùa Phật Quang là phải đi ra khỏi chùa Phật Quang đó. Thầy con nhắn cái tin con vậy, tức quá con nói lại là thầy bị con tường phổ cấm sinh đó. Lúc đó thầy con mới nhắn tin trong nước ngoài nước là thầy con từ con hả, từ con, mà con cũng là hạng cũng không nhẹ ký nha, thầy con từ con trong nước ngoài nước luôn, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, thầy con nhắn tin từ hết, trong cái đạo tràng nào tại khắp nước mà, khắp trên thế giới này thầy con chỗ nào cũng có đạo tràng hết á, từ con liền. Từ đó con nhắn tin lại cho thầy một câu tin nhắn. Ngày 19 tháng 9 năm 2006, Liễu Độ nó đã chết rồi, nó chỉ còn lại tên bé Bảy mà thôi. Bây giờ, kính thưa quý vị, bây giờ Liễu Độ á, nó quật mồ, nó sống dậy, vì nó đi đòi công lý cho quý sư cô và quý thầy. Là bị thầy Chân Quang hãm hiếp, mà con nói thật đó. Bây giờ con còn khinh tởm hơn nữa. Có khi nào mà thầy á mà kêu á đệ tử mình lên cạo gió, giục lột quần áo đệ tử mình luôn, hai bà nằm hai bên, ổng nằm chính giữa, mới là dâm đảng nữa kìa. Cái ghê không? Thầy thị giả vô thấy được. Lúc 1 giờ thầy cái cấp ổng như là biệt phủ vậy. Ông bị sợ ai bỏ bơm, ông cắt ngang tường tứ 20-40 gì luôn. Trời ơi, quý vị biết sao, thầy thị giả mà có cái thẻ như là thẻ điện tử đó, thầy thị giả vô thấy, 1 giờ mấy khi thầy thị giả vô thấy, hai bà lật đật vô, một bà thì vô trong nhà tắm trốn, chằn chùi vô nhà tắm trốn, một bà thì chạy cái áo, cái bóc mà phơi áo dài đó, phơi áo dài, áo hậu của ổng á, nấp trong đó. Còn ổng á, đi làm sao, lấy cái bền chùm lại. Trời ơi, con thấy nhục không? Thầy thị giả buồn quá, xuống cuốn quần áo, đi về với chùa An. Thầy thông lạc tu luôn, ở dưới Tây Ninh tu. Mấy tháng câu chuyện đã xảy ra, con biết gì. Lúc đó con cũng còn lên xuống chùa, con thấy thầy đi. Em con nói, có chuyện gì thầy mới đi. Nói chuyện gì đâu, chắc chung chúng có chuyện gì. Dù chắc ổng cãi giả gì cũng đi, chứ đâu có gì đâu. Thì lúc đó ngu lắm. Liễu Độ này trả lời là em mình vậy đó. Quý vị thấy không? Thấy tàn nhẫn không? Không biết là không biết. Con nghĩ không biết lúc đó thầy Trung Quang ổng đầu chọc vậy, ổng cởi cái áo, cái quần ổng da, ổng nằm trên người đệ tử ổng vậy. Không biết là lúc ổng quan hệ ổng kêu bằng anh em hay không biết kêu bằng gì ta, con với thầy, con với sư phụ, hay là kêu bằng gì con không biết đó nha. Con thấy có ai mà như vậy hả? Bây giờ con hỏi ra, con biết được hả, là nhiều sư cô lắm, chứ không phải một sư cô, có nhiều sư cô hả, có thai mà đòi tự dặn, mà con nói thật, nhiều ông sợ tự dặn rồi bắt đầu mà khám tử thi nha, thì thử ADN nha, sư cô có bầu, ông năn nỉ người ta, kêu ta đẻ, mà ông đẻ mà giấu, sanh xong giấu luôn đó, ác không? Con thấy thầy con thiệt luôn, quá tàn nhẫn. Nhưng mà có cái thầy con thủ đoạn vậy, nếu mà ai biết được cái bí mật của ổng, ổng triệt để 100% triệt hết luôn toàn bộ. Lúc đó con biết cái thủ đoạn thầy con ra đi hả? Lúc đó cái anh đó, mấy anh đó trên chùa chúng biết với thầy chưa đi, con đi chứ, con ra đi con không bao giờ nói cái gì hết huynh đệ, rồi con cắt đứt liên lạc hết, con không nói gì hết. Nhưng mà thầy con sẽ nói với lại quý Phật tử trong chúng là Liễu Độ ra đi sẽ nói xấu thầy này nọ, nhưng mà con không bao giờ con nói nửa lời. Nhưng mà quý thầy á nhìn lại là, ủa sao thầy nói vậy, Liễu Độ đâu có nói gì đâu, thấy không?
Nhưng còn huynh đệ con thì khác. Huynh đệ con á, biết cái bí mật của ổng vậy hả, lên trên chốc nửa đêm đi canh hồi đó, đối thường người ta ám sát ổng không à, cho người bảo vệ đi đi cấp từng cha. Cái anh đó, anh mới vô tình thấy được, thấy được ổng với lại con Tường Phổ, trời ơi, thấy ổng với lại người ta chăn chuồng luôn quý vị. Xong ổng triệt người ta 180 luôn, ổng triệt người ta hả, thân tàn ma dại luôn hả, đi tới đâu người chúng của ổng là đệ tử cũng rẻ sinh người ta tới đó. Anh này anh muốn chết luôn, nói lúc ai nghe, anh làm đơn anh kêu cứu giáo hội cũng không bao giờ, không bao giờ tin mạnh sự thật mà nói nhanh như vậy. Ảnh là nó trúng trưởng của đội ở ngoài Đắk Lắk ấy, rồi bảo vệ ở ngoài Đắk Lắk. Ảnh là trúng trưởng mà ảnh là kêu bằng là cận vệ trung thành số 1 của thầy Trương Quang, mà thấy cái bí mật của thầy Trương Quang. Thầy Trương Quang hả, tẩn xích bằng một cách hả, giả mang mà kêu bằng điêu đứng chết không bằng sống luôn quý vị biết. Ảnh thấy được nó tự tự chết, dù bây giờ ảnh đã gượng vậy rồi. Anh đã gượng vậy rồi, quý vị thấy không? Thầy con cũng vậy, con biết nếu con ở, con biết là thầy vẫn cho người đi tìm con và đi ám, đi đi thủ tiêu. Thầy có thể thủ tiêu cũng được mà, con nói thật á, mà con không sợ chết đâu, con không sợ chết. Con nói với thầy nghe là con không có sợ chết. Khi mà con nói những tiếng nói này ra, con nghĩ là con đã chết rồi. Con không bao giờ sợ chết. Con nói với thầy, con không bao giờ sợ chết. Bây giờ con nói là con đã chết rồi, đi con sống vậy con không có sợ chết nữa. Con nói lên sự thật, con nói lên sự thật. Tại sao thầy con phải làm như vậy? Con không biết là thầy con bị ma nhập, cái quỷ nhập gì con không biết. Tại sao thầy con phải sống cái bằng là cái dâm tặc như vậy? Đối xử với đệ tử mình, người ta kêu mình bằng bằng thầy, xưng bằng con, ta kính trọng mình như một ông thầy, như một người cha. Mà tội cho mấy sư cô hồi nhỏ đi tu theo ổng là trong trắng. Mấy sư cô đi tu là ở với con hồi nhỏ kêu bằng em, con cũng chưa, con không có xuất gia. Mấy cô đó cũng lúc đó lên làm con quả cũng có xuất gia, kêu chị em kêu con. Mà con thấy người ta còn khờ chăng mà ở với thầy xuất gia xong rồi bây giờ vậy, con thấy đau lòng. Nên con muốn nói lên những cái tiếng nói công tâm đó, cho cộng đồng mạng phải xe cho mạnh lên tới Ban Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân phòng 2 mang chi sự. Và thầy Chân Quang còn làm nhiều cái chuyện hả, muốn là bá chủ của giáo hội, ý là muốn thay quyền của thầy Thích Chí Quảng luôn, để biến Phật giáo này là thật Phật giáo của Thiền Tôn Phật Quang. Con nói thật đó, những lời nói đơn tố cáo là hoàn toàn sự thật, có mộc của thầy Chân Quang luôn mà. Quý ngài phải vào cuộc. Con nói thật, còn ghê gớm, còn nhiều lắm, con không bao giờ con kể hết đâu. Còn rất là nhiều cái chuyện mà ghê gớm động trời lắm kìa, chứ không phải như vậy đâu. Con không cần quý ngài phải viết thư mời con hay cái gì. Quý thầy, quý ngài chỉ lên cộng đồng mạng phát lên là muốn con đi về, muốn con phải có mặt tại văn phòng, khai ra những gì hết, con về liền, con đến liền, con tự con sẽ liên lạc với văn phòng. Hồi đấy giờ con muốn nói lên sự thật lắm, nhưng mà con nói thật rồi, con thấy mấy gần cả 100-200 ký đơn của quý thầy rồi, quý sư cô giải rồi, mà không, giáo hội không có làm gì, chính quyền không có làm gì ổng ấy, nên con sợ lắm, con không có muốn làm hả? Nhưng mà bây giờ con cũng thưa với cộng đồng mạng, hỏi con là tại sao hồi đó giờ không lên tiếng, bây giờ mới lên tiếng. Dạ thưa, hồi đó đâu có công nghệ thông tin đâu, lúc đó là thầy đang là kêu bằng là có uy quyền mà, có thế lực mà, có tiền bạc mà, thấy không? Thì ai dám làm gì thầy, phải không? Thì bây giờ nếu mình muốn làm cái chuyện đó thì mình cũng chờ cái nhân quả, và chính cái cây cái trái đó, cái chín mùi nó rụng rồi mình mới lụm mình ăn. Chứ bây giờ nó còn sống mình ăn cái nó chát, nó quấn lưỡi mình à, mình chết à, thấy không? Nhưng mà thầy con ác lắm nha, con của thầy á, thầy còn muốn giết được chết ổng, hồ kia là đệ tử ổng mà phản ổng rồi ổng sẽ giết chết ổng thủ tiêu. Mà con bây giờ con có sự chết, con như con đã chết rồi, con có sự chết nó, con nói cho quý ngài nghe là con sự chết. Con kính thưa đại đức Hoàng Ly, tất cả các chùa thượng tọa hòa thượng, nếu mà trên núi thầy Trung Quang có bị cái gì kỷ luật á,
nặng á, thì con nghĩ là có 2 năm đối với thầy con thấy là cái trừng phạt đó là không xứng đáng. Sự thật lòng mà con nói nếu mà biết ngày mà làm được thầy con á, thì cái thiền viện Phật Quang mà giải tỏ đó cũng phòng hộ luôn, mà giải tỏ tất cả thì con sợ với tăng với ni á, tại vì họ rất là khờ, họ thương lắm, tại vì quý thầy người ta đâu có biết đâu, người ta là nạn nhân của thầy Trân Quang mà. Rồi quý thầy cũng có, quý sư cô cũng có một cái chủng tử đi tu học, nên con thấy con nghĩ là sợ ra đi rồi là quý ngài không có ai chứa, nghe nói thầy đệ tử thầy Trân Quang ai chứa, không biết chắc là cái chuyện đó sự xảy ra. Nhưng mà con làm cái video này á, con tha thiết con khẩn cầu là các chùa phải tạo điều kiện giúp đỡ cho quý tăng ni trẻ, đây là đệ tử của thầy Trân Quang, nó tu hành cho tới nơi tới chốn, cho trọn vẹn cuộc đời của quý thầy và quý sư cô. Con sợ quý thầy và quý sư cô mà đã đi rồi không có chùa nào chứa, phải trả là quần tục đi về nhà, con rất 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 là sợ cái cảnh đó, rất là sợ. Nên con mong, con mạo muội con nói lên những lời nói này nhé, là con mong đó, quý ngài, quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý quan hỷ mở cái rộng lòng từ bi và quan hỷ và đón nhận những quý thầy, quý sư cô là đệ tử của thầy Trân Quang, vì con nghĩ họ cũng là một cái nạn nhân của thầy Trân Quang. Thì chuyện còn nhiều lắm, bây giờ con kể tới đây câu chuyện nó đã dài, con kể cái đây con xin ngưng. Rồi